Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 8 tây tháng 12 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng, chúng ta sẽ đi vào trong phần tin tức ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là bản tin từ Tehran. Iran đã tuyên bố sẽ công bố thì đúng hơn, một cái ngân sách mà họ gọi là ngân sách kháng chiến nhằm chống lại lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Đó là bản tin mới nhất từ Tehran. Tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani hôm Chủ nhật đã trình lên nghị viện của Iran một cái ngân sách mà ông ta gọi là ngân sách kháng chiến nhằm chống lại cái lệnh cấm vận từ phía kẻ thù Hoa Kỳ. Vào năm tới và trong những năm kế tiếp, ngân sách chúng ta phải là ngân sách kháng chiến và để có một cái cuộc chiến dài hạn chống lại các lệnh cấm vận, ông này đã nói với lại nghị viện của Iran và được phát thanh trên và phát hình ở trên đài truyền hình của Iran. Và ngân sách này sẽ loan báo cho thế giới bất kể lệnh cấm vận và chúng ta sẽ quản lý đất nước của chúng ta, và đặc biệt là trong cái kỹ nghệ dầu hỏa. Ngân sách của cái tài khoá của năm 2020 đưa ra tháng 3, trong đó là lúc mà Iran đang đối diện với giá xăng cao khá nhiều và dẫn tới cái cuộc biểu tình tại Iran. Hiện nay thì ông Rouhani cho biết là 15% gia tăng trong cái ngân sách này cũng như bao gồm luôn cả việc tăng lương cho những người công nhân ở Iran nhằm chống lại cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Tổng thống đã ban lệnh cấm vận và gia tăng cái Tổng thống Trump gia tăng cái lệnh cấm vận với Iran từ tháng 5 năm 2018 sau khi mà ông rút ra khỏi cái hiệp ước mà Iran đã ký kết với 6 cường quốc nguyên tử và tổ chức mà IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đã cho biết rằng nền kinh tế của Iran mức giảm xuống của họ lên tới 9.5% trong năm nay. Đó là bản tin đầu tiên từ Iran. Trong khi đó thì cũng liên quan tới Iran, đặc sứ Hoa Kỳ cho biết sẽ sử dụng thêm tất cả những cái công cụ khác để mà đối phó nếu như Iran có những cái hành động mà được xem là càng lúc càng tệ hại hơn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Kelly Craft đã cảnh cáo Iran hôm thứ Sáu rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ vẫn giữ cái áp lực tối đa trong cái chiến dịch và sẽ sử dụng thêm nhiều cái phương tiện nữa nếu như Tehran tiếp tục có những cái thái độ bất hợp tác. Bà Craft đã nói với lại cái cuộc họp báo khi mà bà tới cái trụ sở của Liên Hiệp Quốc và nói chuyện với 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi mà họ lo ngại về tình trạng mà Bắc Hàn đang chuẩn bị khai triển các cái hỏa tiễn đạn đạo, đồng thời cho biết là kể đã có 13 vụ phát triển, 13 vụ bắn thử cái hỏa tiễn đạn đạo của Bình Nhưỡng kể từ khi mà có cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn đã đang cố gắng tìm cách gọi là gia tăng các cái cuộc thử nghiệm về hỏa tiễn của họ trong thời gian gần đây và đặc biệt là áp lực Washington quay trở lại bàn đối thoại của họ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và bà Craft đã nói với tất cả các thành viên trong giờ ăn trưa và với Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, bà nói rằng là rất là có cái tính chất xây dựng khi mà đang có những cái cuộc đối thoại với phía Bắc Hàn. Và bà cho biết là tất cả các thành viên ở trong cái Hội đồng Bảo an phải duyệt xét lại cái tình hình mà đối xử của Iran và Hoa Kỳ sẽ sử dụng tất cả những cái cần thiết để đối phó với tình trạng mà Iran có những cái hành động được xem là khiêu khích với cộng đồng quốc tế. Và cũng liên quan tới Iran, ngày hôm nay một sinh viên người gốc Hoa nhưng mà lại là công dân Hoa Kỳ đã được trả tự do sau 3 năm bị giam giữ tại Iran. Người này có tên là Si Yong Wan, 38 tuổi, là một sinh viên đang theo học ngành tiến sĩ, tức là ngành PhD tại trường đại học Princeton, đã được trả tự do bởi chính quyền Iran vào ngày 7 tây tháng 12 vừa qua từ trong nhà tù. Và đã có thêm một công dân Hoa Kỳ trở về nhà, Si Yu Wong, người đã bị bắt giữ ở tại Iran trong 3 năm qua, đã được trả tự do và trên đường trở về Hoa Kỳ. Ông Wan sẽ được đoàn tụ với vợ của ông và con của ông, những người đã nhớ tới ông trong thời gian qua khi ông bị bắt. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cái bản statement. Chúng ta sẽ tất cả
chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc cho tới khi nào mỗi một công dân Hoa Kỳ bị bắt tại Iran và trên thế giới phải trở về nhà của họ. Và chúng tôi cảm ơn chính quyền của Thụy Sĩ đã có cái hành động và đã có cái sự can thiệp để cho ông Wan được trả tự do bởi chính quyền của Iran. Và đây là một cái thái độ tích cực, đó là một trong những cái lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra trong một bản statement. Và trong đó thì ông này đã bị Iran bắt giữ và tố cáo tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ. Chúng tôi đã cảm ơn đối tác của chúng tôi là Thụy Sĩ đã giúp chúng tôi đàm phán trong việc trả tự do cho ông Wan. Một trong những vấn đề đầu tiên của Hoa Kỳ là bảo đảm sự an toàn của công dân mình. Và trả tự do cho công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ là điều mà chúng tôi đang tranh đấu mỗi một ngày ở hải ngoại. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Hoa Kỳ và Iran không có những cái đối thoại trực tiếp mà đều thông qua quốc gia thứ ba. Và Thụy Sĩ được xem là quốc gia trung gian để mà nối kết các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Iran. Trường Đại học Princeton University cũng đã xác nhận cái việc trả tự do cho ông Wan. Chúng tôi đã làm việc với gia đình của ông ta và chính phủ Hoa Kỳ để bảo đảm sự an toàn cho ông ta trở về đất nước này. Đó là lời phát biểu của trường đại học Princeton. Và đó là các bản tin liên quan tới thời sự liên quan tới Iran. Trong khi đó, thì người đứng đầu Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng ông Mark Esper lên tiếng cho biết là ông đang có những cái dự tính nhắm vào Trung Quốc và Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Mark Esper hôm thứ Bảy cho biết là ông vẫn đang có những cái tập trung lực lượng Hoa Kỳ để mà nhắm vào cái việc mà cạnh tranh và đối phó với sự trỗi dậy của cả Nga và Trung Quốc, đặc biệt là cái vấn đề an ninh ở khu vực Trung Đông. Ông Esper đã đưa ra một cái chiến lược và được xem là một chiến lược hàng đầu trong cái lời phát biểu của ông tại cái diễn đàn quốc phòng Ronald Reagan. Đây là một trong những cái diễn đàn lớn ở tại Hoa Kỳ. Ông được xem là người đã trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng kể từ tháng 7 cho biết là ông sẽ tiếp tục làm việc với những công việc còn sót lại của James Mattis, tức là người tiền nhiệm trước đó của ông. Và trong cái cuộc nói chuyện tại cái thư viện mang tên của cố tổng thống Ronald Reagan, tức là Ronald Reagan Presidential Library, và kể từ khi mà ông Mattis từ chức một năm trước đây để phản đối cái việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi Syria, thì vấn đề của Trung Đông đã trở thành một cái vấn đề quan trọng của Ngũ Giác Đài. Và chính quyền của Tổng thống Trump cho biết là Mark Esper cho biết là gần đây thì Hoa Kỳ phải đối phó với rất nhiều những thử thách, mà trong đó sự bành trướng của Trung Quốc và sự thóc gãy bánh xe của Nga là hai vấn đề ưu tiên hàng đầu mà Ngũ Giác Đài cần phải làm việc và tập trung vào tất cả những cái vấn đề, tránh cho Nga và Trung Quốc có thể gây hại cho cái quyền lợi của quân sự Hoa Kỳ ở trên cái chiến lược an ninh trên toàn cầu. Đây là lời phát biểu của ông. Và đó là bản tin liên quan tới Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Ngũ Giác Đài. Và bản tin kế tiếp, đặc sứ của Bắc Hàn cho biết là sẽ loại trừ cái vấn đề thảo luận liên quan tới phi nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên ra khỏi các bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là trong những cái tin mới nhất. Đại sứ của Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bảy cho biết việc mà phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã bị phía Bắc Hàn lấy ra khỏi các cái bàn đàm phán với phía Hoa Kỳ và nói rằng không cần thiết trong cái bản statement, tức là trong cái bản văn thư ông này công bố khi mà đôi bên đang bế tắc trong các cuộc đàm phán, và phía Bình Nhưỡng đã cho thời hạn tới cuối năm nay để tái tục lại các cuộc đàm phán. Tổng thống Hoa Kỳ trước đó thì ông cũng đã cho biết là ông đã cố gắng tìm cách giảm đi những cái căng thẳng với Bắc Hàn, và ông nói rằng ông có một cái quan hệ tốt với lại lãnh đạo Kim Jong-un, và nói rằng ông nghĩ rằng ông Kim đang muốn có cuộc thương lượng và sẽ không có interfere, tức là sẽ không có tác động tới cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ vào năm tới. Chúng ta sẽ nói về vấn đề Bắc Hàn, và tôi cũng cảm thấy bất ngờ nếu như Bắc Hàn trở nên mà cứng rắn hơn, ông đã nói với các thông tấn viên tại Tòa Bạch Ốc trước khi mà ông bay tới Florida. Ông ta biết tôi đang có một cái cuộc bầu cử đang diễn ra, và tôi không nghĩ rằng ông ta sẽ xen vào cuộc bầu cử này, nhưng mà chúng ta sẽ xem coi như thế nào. Tôi đang nghĩ xem coi chuyện gì xảy ra, bởi vì cái quan hệ của chúng tôi rất tốt, và đương nhiên nó có những cái thành phần cực đoan, nhưng mà tôi không có gì thắc mắc về vấn đề này. Ý của ông Trump nói là những thành phần cực đoan từ phía Bắc Hàn. Tổng thống Trump đã bắt đầu có những cái chậm lại trong các cuộc đàm phán với Bắc Hàn và khiến cho Bắc Hàn thiếu kiên nhẫn. Và trong thời gian qua thì Bình Nhưỡng đã có những cái cuộc thử nghiệm các cái loại hỏa tiễn đạn đạo và đạn rocket bắn ra ngoài biển và gia tăng cái mức áp lực, và họ cho Hoa Kỳ tới cái thời hạn cuối
năm nay để mà tái tục lại các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, trong cái lời tuyên bố mới nhất của đại sứ Bắc Hàn thì sẽ loại trừ cái vấn đề thảo luận phi nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên ra khỏi các bàn đàm phán. Đây là một trong những biến chuyển mới mà cho thấy rằng là có cái sự đối đầu và căng thẳng mạnh hơn. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump vẫn giảm nhiệt bằng cách nói rằng là ông vẫn có quan hệ tốt với ông Kim Jong-un, và Kim Jong-un biết được năm tới ông Trump đang có một cái cuộc bầu cử, do đó thì tất cả mọi việc cũng phải chậm lại. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Bắc Hàn. Và một trong những nhân vật nằm trong hải quân của Hoa Kỳ đã lên trên thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ thì đúng hơn, đã lên tiếng nói rằng cái việc mà quân nhân trẻ Hoa Kỳ sử dụng cái trang app TikTok không phải là trách nhiệm của họ, mà trách nhiệm ở những lãnh đạo cao cấp. Đây là lời phát biểu mới nhất của một trong những tư lệnh của ngành thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tư lệnh có tên là David Becher, người chỉ huy của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, trong một cái cuộc nói chuyện tại cái diễn đàn quốc phòng ở cái thư viện của cố tổng thống Ronald Reagan. Ông lên tiếng cho biết và cái diễn đàn này diễn ra ở Simi Valley, California vào sáng ngày hôm qua thứ Bảy. Ông nói rằng giới trẻ hiểu được cái khả năng về kỹ thuật và họ biết được họ làm những gì. Và việc mà giới trẻ quân nhân Hoa Kỳ sử dụng cái trang app TikTok thì cái này không phải là trách nhiệm và không nên quy trách nhiệm cho họ, mà nên đặt cái trách nhiệm đối với tất cả những người lãnh đạo khi trang app này có cái tiềm năng gây nguy hiểm cho các cái địa điểm quân sự của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Lý do trang app TikTok này là nó đòi hỏi cái người sử dụng là phải cung cấp đầy đủ thông tin, và khi mà cái người sử dụng cái trang app này họ đi tới đâu thì cái trang app này sẽ báo cho biết cái địa điểm họ tới là chỗ nào. Điều này gây nguy hiểm cho tất cả các binh sĩ trẻ của Hoa Kỳ sử dụng trang app này, tức là vô tình họ để cho Trung Quốc biết được nơi trú đóng quân của Hoa Kỳ ở địa điểm nào trên thế giới. Đây là một cái điều rất nguy hiểm cho các binh sĩ Hoa Kỳ. Do đó, trong cái chính sách mới của Bộ Quốc phòng là tất cả những binh sĩ của Hoa Kỳ khi có mặt trong trại, đầu tiên hết là họ phải xóa cái app này trên cái phone cá nhân của họ và không để bất cứ một cái vết tích nào lại, để phía cái công ty TikTok không thể xác nhận được vị trí của họ ở đâu. Đây là một trong những cái điểm mà phía Bộ Quốc phòng cho biết là nó gây nguy hiểm rất nhiều cho các cái lực lượng trú đóng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, và họ biết được cái địa điểm của các binh sĩ Hoa Kỳ nằm ở chỗ nào. Đây là một trong những cái mà phía Bộ Quốc phòng và cái vị tư lệnh của ngành Marine, tức là ngành thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã lên tiếng. Và ông kêu gọi các giới chức của tòa của Ngũ Giác Đài là phải có một cái chính sách rõ ràng và phải có một cái biện pháp và một cái chiến lược đối phó trong tình trạng mà các cái giới trẻ sử dụng nhiều cái app này. Tổng cộng có 28 triệu khách hàng ở Hoa Kỳ, đa phần là giới trẻ sử dụng cái app TikTok, mà cái app này là do phía cái công ty ByteDance, một công ty ở Trung Quốc làm chủ, và công ty ByteDance lại là một công ty của quốc doanh của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đây là một trong những cái điểm khá nguy hiểm, và hiện nay thì rất nhiều binh sĩ trẻ của Hoa Kỳ sử dụng trang app TikTok này. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Và trong khi đó, Tổng thống Trump cách đây mấy ngày, khi mà World Bank tuyên bố là đã đồng ý chấp thuận cho Trung Quốc vay từ 1 tỷ cho tới 1.5 tỷ Mỹ Kim trong cái chương trình xóa đói giảm nghèo tại Trung Quốc. Và ngay lập tức Tổng thống Trump đã lên tiếng ngày hôm 6 Tây là kêu gọi World Bank phải chấm dứt cái việc mà cho Trung Quốc vay tiền, sau khi mà phía World Bank đưa ra cái quyết định và Washington phản đối. World Bank hôm thứ Năm đã cho biết là họ sẽ chấp nhận cho Trung Quốc, hỗ trợ cho Trung Quốc cho vay số tiền từ 1 tỷ tới 1.5 tỷ Mỹ Kim trong cái món vay được xem là có phần lời thấp từ đây cho tới năm 2025. Và cái số tiền này là có cái term là 5 năm trong tổng số tiền mà Trung Quốc muốn vay là 1.8 tỷ Mỹ Kim. Tại sao World Bank lại cho Trung Quốc vay tiền? Cái này có thể xảy ra hay không? Trung Quốc là một quốc gia có tiền. Nếu họ không có tiền thì họ nên tạo ra tiền. Chấm dứt. Stop. Đó là cái tweet mà Tổng thống Trump đã tweet ở trên Twitter. World Bank cho Trung Quốc vay tiền là đã tiếp tục để mà giảm đi tất cả những cái phần thỏa thuận của chúng tôi trong cái vấn đề mà quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái lời nói của Tổng thống Trump đưa ra, và chúng tôi không muốn cho một cái quốc gia có vay tiền với cái mức tiền nhiều hơn.
World Bank đã cho Trung Quốc vay 1.3 tỷ Mỹ Kim trong cái tài khoá năm 2019 và nó chấm dứt vào 30 tháng 6 và sẽ gia tăng, nó đã giảm đi so với năm 2017 là 2.4 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên thì phía Tổng thống Trump và Washington đã phản đối điều này và nói rằng Trung Quốc đã có tiền thặng dư trong ngân sách, họ có thể tự lo và không thể dùng cái tiền của World Bank để mà giúp đỡ cho Trung Quốc. Đó là một trong những cái phản ứng của Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc trước cái tin mà World Bank cho Trung Quốc vay tiền. Trong khi đó, cũng liên quan tới Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những giới chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói rằng là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nên chấm dứt xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Đây là phản ứng đầu tiên của Bắc Kinh. Bản tin cho biết là một trong những giới chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc có tên là Yan Jiechi nói với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ qua cú điện thoại hôm thứ Bảy là Hoa Kỳ nên chấm dứt việc xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, theo tường trình của cái đài truyền hình của Trung Quốc cho biết. Và khi mà phía Hoa Kỳ đã thông qua một cái dự luật về Tân Cương năm 2019 và cái đạo luật liên quan tới nhân quyền của Hồng Kông năm 2019, ông Yan nói rằng Hoa Kỳ đã vi phạm trầm trọng vào các mối quan hệ quốc tế và thúc giục Washington phải điều chỉnh sai lạc và ngay lập tức chấm dứt việc xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã thông qua cái dự luật cấm vận đối với các viên chức và các cá nhân, các công ty nào của Trung Quốc dính líu tới việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Và trước đó thì Tổng thống Trump cũng đã ký cái đạo luật liên quan tới nhân quyền của Hồng Kông. Hai hành động này đã khiến cho Trung Quốc nổi giận và đã có những hành động trả đũa. Và trong cú điện đàm ngày hôm thứ Bảy, tức là ngày hôm qua, thì giới chức ngoại giao này nói chuyện với ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Tuy nhiên thì phía Ngoại trưởng Mike Pompeo đã không đáp trả lại những cái lời yêu cầu này và ông cho biết là chính sách Hoa Kỳ đã có nhiều thay đổi và trong đó là đặt nặng và coi trọng cái giá trị mà Hoa Kỳ đang theo đuổi là cái giá trị tự do và dân chủ. Đó là một trong những cái phản ứng từ phía Hoa Kỳ sau khi mà có cái của Trung Quốc, sau khi mà Hoa Kỳ thông qua những cái đạo luật và dự luật gây ảnh hưởng tới Trung Quốc. Và liên quan tới Hồng Kông ngày hôm nay, cuộc biểu tình được xem là tổ chức khá lớn và được giấy phép chính thức từ cảnh sát đã diễn ra trong nguyên một ngày Chủ nhật. Và cái mức cao điểm nhất thì các cái cuộc biểu tình này đã lên tới 800.000 người theo báo cáo của ban tổ chức có tên là Civil Human Rights Front, gọi tắt là CHRF. Tuy nhiên thì phía cảnh sát thì lại giảm con số xuống là 182.000 người. Và cái cuộc biểu tình này đã diễn ra để chấm dứt cái việc mà Trung Quốc xen vào chuyện nội bộ của Hồng Kông. Stand with Hong Kong, work with your own, tức là đứng cạnh người Hồng Kông và cùng nhau đi chung trong cái cuộc, đây là cái chủ đề của cái cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông trong ngày Chủ nhật. Cuộc biểu tình này cũng đánh dấu là sớm hơn 2 ngày trong cái ngày quốc tế nhân quyền 10 tây tháng 12 vào lúc 8 giờ PM tối theo giờ địa phương. Thì tổ chức này ước lượng là có 800 người đã tham gia cuộc biểu tình ngày Chủ nhật, trong khi phía cảnh sát thì họ giảm con số này xuống là 183.000 người. Trong khi đó thì phía các người biểu tình đã chúc mừng cho cái dự luật nhân quyền đã được thông qua và Hoa Kỳ và đã thông qua và chúc mừng cho cái ngày quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10 tây tháng 12. Tuy nhiên họ làm sớm hơn 2 ngày và các cái cuộc biểu tình đã diễn ra tại cái công viên Victoria Park với người biểu tình bắt đầu tập trung từ lúc 3 giờ chiều theo cái giờ địa phương. Và sau đó thì số lượng người tràn ra rất đông. Và không những là tại Hồng Kông mà các quốc gia khác mà ủng hộ cho cuộc biểu tình này cũng đã diễn ra nhiều thành phố trên nhiều quốc gia, trong đó bao gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất. Và trong đó thì các cái người biểu tình vẫn đưa ra 5 cái đòi hỏi và không có một cái nào bị bỏ lại. Trong đó thứ nhất là bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Thứ hai, điều tra về việc cảnh sát đã gây bạo động và chấm dứt cái sự nói láo của cảnh sát, và đồng thời là disband, tức là không có phải giữ cho cảnh sát một cái khoảng cách và không có trì hoãn nữa. Đây là một trong những cái chuyện mà nhắc đến việc cảnh sát đã đánh chết người ở trong cái các cuộc biểu tình trước đây. Ở trong đó thì bản tin cho biết là các khu vực gần như là tràn ngập người ở Hồng Kông và bây giờ thì Bắc Kinh đang cẩn thận quan sát. Những người biểu tình đã lên tiếng rất nhiều. Tôi đã tới đây từ nhiều thập niên. Cảnh sát ở đây trong quá khứ không phải là như vậy. Đó là lời phát biểu của ông Mark
một cái người 73 tuổi đã tiết lộ với báo chí, và ông ta thấy rằng là hành động thời gian gần đây của cảnh sát rõ ràng là có một cái hành động bị ảnh hưởng bởi công an của Trung Quốc, và họ đã có những cái hành động quá đáng. Trước đó cảnh sát Hồng Kông chưa bao giờ có những điều này. Chúng tôi đến đây để mà chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vì họ đã cản trở quyền tự do của chúng tôi. Đó là một người biểu tình có tên là Chuang, tức là Trương, 51 tuổi cho biết và trả lời phỏng vấn. Trong đó thì ông nói rằng là cái việc mà ông nhắc lại cái việc mà một trong những thành viên của Đảng Dân Chủ bị Nghị viện Hồng Kông loại trừ năm 2014 trong cuộc bầu cử, và chúng ta phải đứng dậy cho người Hồng Kông và nơi mà đang có cái tình trạng nhân quyền bị trói buộc. Đó là lời phát biểu của ông. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Hồng Kông, và con số người, phải nói là hàng trăm ngàn người đã tràn xuống đường. Và cũng liên quan tới Hồng Kông ngày hôm nay, một chủ tịch và giám đốc điều hành của cái tổ chức là American Chamber of Commerce, tạm dịch là Phòng Thương mại của Hoa Kỳ, đã bị từ chối visa bước vào là Macau vào hôm thứ Bảy, và đang bị bắt giữ bởi giới chức di trú của Trung Quốc. Ông này có tên là Robert Griff, và cùng với lại người chủ tịch của cái điều hành của cái tổ chức này là Tara Joseph, đã bay tới khu vực Macau, được xem là một vùng cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha, để mà tham gia một cái hội nghị, mà cái hội nghị này có tên là hội nghị thường niên mỗi một năm, gọi là AmCham Macau. Và trong đó thì họ đã bị giữ lại ở phi trường và không được phép bước chân vào lãnh thổ của Macau. Chúng tôi hy vọng rằng đây là cái phản ứng và cho thấy cái cộng đồng quốc tế thấy được là chúng tôi không có dính dáng gì tới chính trị. Tuy nhiên, đây là hành động trả đũa đầu tiên của Trung Quốc nhắm vào các viên chức của Hoa Kỳ sau khi mà Hoa Kỳ thông qua cái dự luật và đạo luật liên quan tới Hồng Kông và Tân Cương, thì Bắc Kinh đã tuyên bố trả đũa, và đây là hành động đầu tiên. Và người giám đốc điều hành, tức là president, cũng như là cái người chủ tịch hội đồng quản trị, là hai người đã bay từ Hoa Kỳ qua tới Macau, và bây giờ họ đang bị giữ lại ở phi trường bởi giới chức di trú và hải quan của Macau. Cho tới giờ phút này thì không biết là họ có được bước chân vào lãnh thổ Macau hay sẽ bị trục xuất bay trở lại Hoa Kỳ, thì tin mới nhất vẫn chưa cho biết. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới cái sự trả đũa của Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cũng liên quan tới Hồng Kông ngày hôm nay, chế độ của Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu mở các cuộc tấn công trên các cái diễn đàn ở trên mạng xã hội và trên Internet, nhắm vào người Hồng Kông và tìm cách phá hủy cái uy thế và cái uy tín cũng như là cái gương mặt của những người biểu tình tại Hồng Kông. Đó là một trong những cái phát hiện mới nhất. Trong cái Blogspot đề ngày 4 tây tháng 12, một công ty được phát hiện là có hàng loạt các cái cuộc liên hệ tới các cái cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào cái trang mạng mà người biểu tình Hồng Kông rất là ủng hộ và sử dụng rất là nhiều. Trang mạng này là LIHGG, được xem là một trong những cái trang mạng xã hội ở Hồng Kông và được xem là một trong cái diễn đàn lớn ở Hồng Kông. Và bây giờ thì cái công ty mà nó có cái tên là mà do chính quyền Cộng sản Trung Quốc làm chủ đã tấn công vào cái trang mạng này, gây chậm trễ hoặc là cướp cái quyền admin của cái trang mạng này để tìm cách ngăn chặn các cái diễn đàn đang nói về các cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Và tất cả những cái phát hiện này cho thấy là những cái cuộc tấn công này là đằng sau cái Great Firewall, tức là đằng sau cái bức tường lửa, tức là xuất phát từ Trung Quốc. Và đây là một trong những cái hành động mới nhất nhắm vào tất cả những người biểu tình của Hồng Kông. Và phía Trung Quốc đã gia tăng rất mạnh để tìm cách kiểm soát mạng xã hội và ngăn chặn cái sự liên lạc của người Hồng Kông qua mạng xã hội và lời kêu gọi của người Hồng Kông. Tất cả cuộc biểu tình diễn ra trong suốt 6 tháng qua, người Hồng Kông chủ yếu là không sử dụng những cơ quan truyền thông đang có, bởi vì hầu hết các cơ quan truyền thông ở Hồng Kông bây giờ thân Trung Cộng. Do đó, người Hồng Kông sử dụng chủ yếu là tất cả những cái mạng xã hội mà họ có thể liên lạc với nhau được và những cái app. Thì bây giờ phía Trung Quốc đã gia tăng tìm cách đã đánh phá những cái mạng xã hội, những cái trang trên mạng xã hội từ Facebook, Twitter, kể cả Weibo. Bên cạnh đó thì họ bắt đầu công phá những cái công ty app, là buộc những cái công ty này phải lấy những cái app mà người Hồng Kông thường sử dụng để liên lạc với nhau, hoặc là để báo tin cho nhau, hoặc là để kêu gọi các cuộc biểu tình. Thì trong đó những công ty bị áp lực nặng nề nhất là những công ty về game, và công ty Apple đã tháo ít nhất là một cái trang mạng về cái map, cái bản đồ ở Hồng Kông. Đây là một trong những cái cuộc tấn công ráo riết của Trung Quốc nhắm vào mạng xã hội để làm nhằm giảm bớt cái sự kêu gọi của người Hồng Kông và tìm cách cô lập họ với thế giới bên ngoài,
cũng như cô lập họ giữa những nhóm biểu tình với nhau để tìm cách đánh phá và gây chia rẽ với họ. Đây là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông. Và cuối cùng là liên quan tới công ty Huawei. Công ty này đã, một cựu nhân viên của công ty này đã bị bắt giữ trong lúc cố gắng để mà công bố những cái vi phạm về cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran. Hai người đã bị báo cáo là bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ, và trong lúc mà họ đang tìm cách công bố công ty Huawei làm cách nào để mà vi phạm vào cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran. Và công ty này là công ty có liên hệ mật thiết với lại giới quân sự của Trung Quốc. Yan King được xem là đồng sáng lập của một cái tổ chức NGO người Trung Quốc có cái tên là Chasha Fene, nói với lại báo chí rằng là có 7 cựu nhân viên của công ty Huawei đã nói chuyện với ông ta về vai trò của họ trong những cái dự án liên quan tới Iran. Và theo tường trình của ông Yan thì có ít nhất 2 người này đã bị bắt giữ sau khi mà họ tìm cách nói ra Trung Quốc và lực lượng quân đội Trung Quốc thông qua công ty Huawei đã làm cách nào để mà tránh né cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào Iran. Và công ty này đang tìm cách phát triển mạng lưới 5G mà Hoa Kỳ cho rằng là đang có nguy hiểm, gây hại tới nền an ninh quốc gia. Và vào bản tin cho biết là Chasha Fene là một cái tổ chức phi chính phủ và phục vụ ở khu vực Changshan, nằm ở cái tỉnh Hồ Nam, ở phía Tây Nam của Trung Quốc. Và nhóm này đã cung cấp tất cả những cái về tin tức liên quan tới những nhà bất đồng chính kiến mà có những cái lời lẽ phê phán hoặc là chỉ trích chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Và ông Yan Jian King đã sáng lập cái Changshan Fene từ năm 2016 với lại Chen Yuan, được xem là một người đã bị bỏ tù từ hồi tháng 7, cùng với 2 luật sư nhân quyền của cái tổ chức này, sau khi họ nói rằng là tìm cách âm mưu lật đổ chính quyền. Và theo tường trình của ông Yan thì 2 nhân viên làm việc riêng với lại công ty Huawei là có Lý Hong Yon, được xem là một cựu nhân viên của Huawei, đã bị giam 251 ngày mà không bị truy tố, và được sau khi mà ông này đã có những cái tin tức tiết lộ liên quan tới cái media, social media, tức là mạng xã hội. Và ông đã làm việc cho công ty Huawei 13 năm và đã bị đẩy ra khỏi công việc và bị bắt giữ bởi cảnh sát sau khi mà ông tố cáo cái tình trạng tham nhũng ở trong công ty. Và ông đã được trả tự do sau khi mà không có đủ bằng chứng. Vào ngày 5 tháng 12 cho biết là ông Li đã cố gắng tìm cách công bố việc mà Huawei đã bán cái phone và các cái máy móc cũng như là các cái solar, các cái dĩa solar cho đã được sử dụng bởi các cái con chip của Hoa Kỳ, tức là con chip Intel của Hoa Kỳ cho Iran. Và bởi vì cái thông tin này, ông đã không có bị truy tố, và Huawei đang tìm cách bán những cái bí mật này cho Iran. Và nó sẽ là một cái bằng chứng cho thấy tội của Huawei đã vi phạm khi họ, nếu mà ông này sẽ công bố, sẽ vi phạm tội tại Trung Quốc. Và đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Huawei. Tức là có 7 người, thì trong đó có 2 người đã bị bắt giữ. 7 người này là 7 người làm trong tất cả các dự án mà Huawei đã có những cái giao dịch với công ty Iran, với lại các cái công ty ở tại Iran và kể cả chính phủ của Iran, để cung cấp điện thoại, những cái panel, tức là những cái dĩa solar bằng điện mặt trời, cũng như là các cái máy móc cho chính quyền của Iran vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Và nay có ít nhất 2 người đã bị bắt giữ, và thông tin liên quan tới những cái chuyện này thì vẫn chưa được biết rõ ràng. Và đó là bản tin liên quan tới thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi các bản tin này, và Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình đặc biệt tối Chủ nhật 6:30. Xin các bạn nhớ đón nghe. Và những bạn nào mà có học về 3D, đang làm về 3D, tức là 3D, cái đồ họa 3D, nếu như các bạn muốn có thêm việc làm thì có thể liên lạc với Phong qua cái địa chỉ email là trannhatphongdaodien@yahoo.com. Nếu nhất là những bạn nào mà biết sử dụng Maya, 3D Max, Cinema 4D, ZBrush và bên Adobe là After Effects, thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với Phong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!